Rồi, xin chào cả nhà. Xin giới thiệu là mũi khoét hợp kim inox lỗ phi 9 phi 60. Rồi, thì đối với là mũi Unifan này, chúng ta xem cái mũi khoét này nhé. Đây là mũi khoét phi 60. Đây là mũi hợp kim TCT với thiết kế đặc biệt, đó là hợp kim được chia ra 3 góc cắt khác nhau, giúp cho việc cắt trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và rất là mượt mà. Độ sâu khoét là được 25 ly. Và khoét trên các loại vật liệu như là thép inox, nhôm, nhựa cứng, vân vân. Thì kể cả là ống, các loại ống nữa. Thì đối với loại mũi này thì trên thị trường thì hiện nay thì để kiếm được cái loại mũi mà có cái hợp kim này, mũi hợp kim này là tốt, mà chất lượng cái mũi quan tâm này cũng tốt thì rất là ít nha. Loại mũi này thì nó phù hợp với anh em chúng ta khoan được hết trên tất cả các loại vật liệu nha. Thì đầu tiên chúng ta thấy cái chip này, hợp kim. Hợp kim này nó có đặc điểm đó là chia ra 3 góc cắt khác nhau, giúp cho việc cắt trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và lực cắt chỉ cần nhỏ. Và thứ hai nữa đó là cái tiết diện của cái hợp kim này rất là mỏng. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được cho chúng ta về cái lực cắt. Tại vì cái răng, nếu mà răng của chúng ta mà to quá thì sẽ cái lực phải lớn mới cắt được. Tuy nhiên cái này nó chia nhỏ, cái tiết diện nó nhỏ mà nó còn chia ra 3 góc cắt nữa. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng với lại máy khoan cầm tay, máy khoan bàn, máy khoan từ, máy khoan ống rất là nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta thấy hợp kim này được chia ra 3 góc cắt khác nhau. Chúng ta có thể xem đây. Đó. Từ mũi này đến mũi kia thì sẽ có cái góc ăn phôi khác nhau. Đặc biệt đối với là mũi mà tốt thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là mũi khoan tâm nữa. Tại vì cái mũi này là mũi khoan đầu tiên, nó giúp cho cái việc định tâm lỗ, đồng thời nó giữ ổn định trong quá trình khoan. Tại vì nếu mà chúng ta sử dụng máy khoan cầm tay thì cái tay của chúng ta không thể nào mà ổn định được, cứng được. Do đó cái mũi này nó đóng vai trò như vậy. Ở trong có lò xo để chúng ta lấy phôi ra cho nó dễ dàng. Rồi, đây là cái lỗ hỗ trợ chúng mình khi khoan xong, mà nếu mà phôi không ra chúng ta có thể lấy phôi ra nha. Rồi, ở đây có cái lục giác mà chúng ta có thể thay cái mũi khoan tâm này nếu mà mũi này mòn. Rồi, phần đuôi này là 13 ly, chúng ta có thể dễ dàng kết hợp với lại măng ranh ba chấu của máy khoan cầm tay. Đó, để chúng ta kẹp nó lại, hoặc là máy khoan bàn, máy khoan từ, máy khoan ống, vân vân. Tất cả đều sử dụng măng ranh ba chấu, như vậy thì chúng ta dễ dàng khoan được cái lỗ phi 60 này trên inox và các loại vật liệu khác. Rồi. Đối với chi tiết mũi này thì nó cũng khá là chi tiết rồi. Chúng ta có nhu cầu mua thì cứ vui lòng mà tìm trên cái mã của nó là MCT-60, hoặc là chúng ta có thể là mua trên trang web cơ khí 24h.com hoặc cơ khí 24h.vn đều được. Hoặc là chúng ta có thể mua trên Lazada nhé, chúng tôi giao hàng tận nơi. Rồi, chúng ta xem chi tiết mũi phi 60 nha. Mã là MCT-60, mũi khoét hợp kim thương hiệu Unifast này. Rồi, anh em xem mũi thì chúng ta có nhu cầu mua thì cứ vui lòng liên hệ nhé. Rồi, chúng ta xem mũi như vậy là khá chi tiết rồi. Rồi, xin cảm ơn cả nhà.